Ngày 3 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam Bình Dương sau khi sáp nhập vụ án với công an tỉnh Bình Dương. Theo đó, bị can Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Vào hồi tháng 9, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã trả hồ sơ vụ án để cơ quan điều tra làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan tới bị can Nguyễn Phương Hằng do công an Bình Dương khởi tố nhằm giải quyết triệt để vụ án này. Theo kết luận điều tra thì vào khoảng tháng 3 năm 2021, bị can Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng ảnh hưởng của cá nhân, tổ chức nhiều buổi livestream trên mạng xã hội và có những phát ngôn về chuyện bí mật đời tư cá nhân, nội dung gây ảnh hưởng tới uy tín danh dự của một số cá nhân nghệ sĩ. Những nội dung của bị can Nguyễn Phương Hằng phát ngôn chưa được kiểm chứng, làm ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của người khác, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận.